Xin chào quý vị và các bạn, trở lại với tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Vâng, và trong cái không khí rất là tưng bừng phấn khởi tại Việt Nam High & Show 2023 ở tại thủ đô Hà Nội, thì đến với Nguyễn Audio, vâng, một trong những cái nhà phân phối thương hiệu, những cái thương hiệu âm thanh cao cấp, âm thanh high-end, hi-fi rất là đình đám. Thì tại triển lãm năm nay thì phòng nghe của Nguyễn Audio trình diễn một cái hệ thống phối ghép rất là đặc biệt. Bao gồm chính xác là cụ thể đến từ cái thương hiệu Red Hole Acoustic, một cái thương hiệu âm thanh ultra high-end của Đan Mạch. Và ở đây ấy, thì cái sự mới mẻ và cái sự hấp dẫn ở đây chính là một cái đôi loa flagship đầu bảng mới của thương hiệu này, chính là đôi Red Hole TD6. Cái cặp loa này cũng vừa mới được gọi là cập bến Việt Nam và đem đến ngay triển lãm để cho những audiophile có thể thưởng ngoạn. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đấy, thì trong cái hệ thống phối ghép này thì Nguyễn Audio còn đem đến một cái hương vị mới mẻ nữa, một cái sự hấp dẫn mà có thể gọi là cái xu hướng mới trong cái lĩnh vực mà high-end audio, đó chính là những cái dàn âm thanh high-end cao cấp mà được phối ghép thêm với lại loa siêu trầm subwoofer. Thì trong cái hệ thống này thì một cái cặp loa subwoofer đến từ thương hiệu GL Audio, và chính xác đó là cái mẫu Godtime EG213V2. Thì cái khả năng trình diễn của nó thì có lẽ là cái việc mà mô tả bằng lời nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà tất cả những cái khách hàng, những quý vị, những audiophile đã đến trải nghiệm tại cái không gian của Nguyễn Audio tại Việt Nam High & Show thì quả thực nó quá là ấn tượng về cái độ bao phủ. Bởi vì cái phòng nghe của Nguyễn ở đây là một cái không gian rất là rộng. Chúng ta thấy rằng nó như một cái hội trường nhỏ luôn. Thì cái việc mà chơi thêm loa siêu trầm như thế thì nó bổ sung rất là dày về cái phần năng lượng ở những cái giải thấp cho cái giải trầm. Và với một cái phòng nghe như này thì phải nói là quá mãn nhãn. Thực ra là mãn thính thì chính xác hơn, có nghĩa là thoải mái về phần nghe. Tất nhiên để mà chơi với lại cái cặp loa flagship của thương hiệu Red Hole, thì một cái thương hiệu khác mà được Nguyễn Audio phân phối đó chính là Moon by Sim Audio, một thương hiệu thiết bị điện tử âm thanh cao cấp đến từ Canada, là cái bộ khuếch đại công suất power amp mono block Moon 888. Vâng, một cái sản phẩm đầu bảng luôn từ cái thương hiệu này. Chúng ta nhìn thấy ở đây rất là đồ sộ hai cái khối này, và với một cái phần hoàn thiện màu đen, tất cả màu đen, một cái gam màu đen ở đây thì nó cũng rất là nhất quán. Bên cạnh đó thì ở cái góc này chúng ta sẽ thấy rằng là nó có những cái thiết bị đi kèm khác, ví dụ như là cái bộ tiền khuếch đại Moon 850P, thì cũng là một cái bộ tiền khuếch đại đầu bảng của thương hiệu Moon. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái phần streaming DAC 680D, một cái thiết bị giải mã và tích hợp để chơi các cái nền tảng về nhạc số chất lượng cao hiện nay. Ở đây thì một cái nguồn phát khác và một cái music server và một cái network server Orender N30SA. Vâng, một cái thiết bị ở đây thì cũng cho phép chúng ta xử lý được linh hoạt hơn về các cái nguồn nhạc. Một phần cũng không thể thiếu và nhắc tới là để tham gia phối hợp trình diễn với Nguyễn Audio thì một vài những cái thiết bị từ Hi-Fi Store, chính xác đó chính là những cái phần mà dây dẫn, dây tín hiệu, dây nguồn đến từ thương hiệu Nocdoc, cũng như là các cái thiết bị bổ trợ, ví dụ như là Cubase, Qsuok. Rồi, và cái phần mà một cái nguồn ở đây có thể gọi là một cái phần tái tạo nguồn đi, từ Stromtank. Cái mẫu này là một mẫu gần đầu bảng, mẫu S4000, để nó cấp một cái nguồn ổn định và tách biệt khỏi những cái nguồn điện ở trong các cái hệ thống khác, mà chơi một cái nguồn riêng mà ổn định như thế cho cái hệ thống. Và tất cả các cái yếu tố đó nó tối ưu về cái phần nền để cho cái cặp siêu loa này trình diễn. Đề cập tí về cái giá nhỉ. Vâng, 6,688 tỷ đồng. Và quý vị và các bạn cũng dễ hình dung, và trong một cái hệ thống phối ghép này cùng với tất cả những cái thiết bị khác thì nó cũng phải lên đến tầm 20 tỷ đồng. Nói chung là nó thuộc một cái đẳng cấp ultra high end dành cho những cái người chơi gọi là
tìm kiếm những cái gì hoàn hảo nhất, những cái gì tối ưu nhất từ một cái thương hiệu Red Hole, một cái thương hiệu gây một cái tiếng vang rất là lớn ở trong cái thế giới ultra high end. Thế thì chi tiết hơn về cái cặp siêu loa Red Hole TD6. Vâng, một vài những cái kỳ triển lãm trước thì có nhiều audiophile cũng đã biết tới hoặc là quen thuộc với cái khả năng trình diễn ấn tượng của cái cặp loa Red Hole D5.1. Thì D5.1 trước đấy là cái mẫu loa flagship, và TD6 chính xác là cái mẫu kế nhiệm, một cái mẫu loa flagship. Chúng ta có thể thấy ngay được bây giờ thương hiệu Red Hole có rất là nhiều những cái dòng sản phẩm, và đặc biệt là cái dòng TD, TD series thì chính xác là viết tắt cho hai cái từ tantalum và diamond. Đó là một cái loại vật liệu đặc biệt mà được Red Hole Acoustics họ kết hợp nghiên cứu dày công để phối hợp ở đây. Nó bao gồm cả gỗ nhôm, gốm và hai cái vật liệu là tantalum và kim cương để tạo ra tất cả những cái màng loa. Những cái mẫu loa của Red Hole thì nó có một cái thiết kế cũng rất là hay, rất là đặc trưng. Chúng ta thường thấy nó như một cái thành vách mỏng. Nó rất là cao, nhưng mà cái bề rộng này á, bề rộng của cái này nó chỉ khoảng 25cm thôi, nhưng mà nó sâu, nó rất là cao và nó rất là sâu. Và đặc biệt là cái tạo hình, nếu mà chúng ta nhìn theo cái phương mặt cắt thẳng đứng từ trên xuống thì nó có một cái độ cong, đó, độ cong. Tất cả các yếu tố đấy nó là tối ưu. Một cái điểm nữa là cái phần nếu mà chúng ta nhìn ngang từ phía trước thì nó có một cái dạng bố trí hình cánh cung. Cái điều này dễ hiểu thôi, mục đích là khi mà tất cả các driver ở trên cái một cái dải cung như này thì nó tạo ra một cái sự hội tụ tối ưu về cái năng lượng vào cái điểm ngọt, cũng như là tạo ra cái sân khấu cho rất nhiều người trải nghiệm trong một cái không gian, một cái phòng lớn. Và với một cái mẫu siêu loa đầu bảng TD6 như này, chúng ta có thể trải nghiệm ở trong một cái phòng nó rất là lớn, 5, 7, 100 mét vuông gì đấy, thoải mái. Và như vậy thì khách hàng mà chơi như này thì cũng phải là những cái căn biệt thự mà có điều kiện ở những cái phòng nó thực sự là rất là lớn. Về mặt chi tiết thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái mẫu loa, chúng ta nhìn thấy nhiều driver đúng không? Rất là nhiều, trải dài, có tới 9 driver. Tuy nhiên nó chỉ có 3 đường tiếng thôi. 3 đường tiếng bao gồm treble, mid và bass. Thì ở đây ngay chính giữa tâm, đây là một cái loa tweeter. Tiếp đến bố trí đối xứng đều trải rộng ra hai trên và dưới là hai củ loa mid range, và ở đây là có tới 6 củ loa woofer. Nó có một cái điểm là tất cả 8 cái driver này ở cái dải trung và trầm thì sử dụng gọi là cái màng loa TD đặc trưng tiên tiến nhất của Red Hole. Trong khi đấy cái phần loa tweeter ở đây thì đó là tweeter kiểu ribbon. TD6 Ribbon đó là một cái củ loa treble mà nó tối ưu, mà nó tân tiến nhất của thương hiệu Red Hole. Họ đã trải qua nhiều những cái đợt nâng cấp so với những cái mẫu, những cái củ loa Ribbon trước đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng là đấy, với một cái thiết kế Twitter Ribbon như thế thì nó có thể đáp ứng một cách thoải mái, và đặc biệt là nó mở rộng về cái trường âm ở cái dải cao, cũng như là tối ưu về cái độ tuyến tính, và nó đáp ứng thoải mái. Một cái dải tần đáp ứng của cái mẫu loa TD6 này nó cũng tương đối là rộng, rất là rộng, từ 25 Hz cho tới 50 kHz. Và các cái phần mà tần số cắt ở đây là 250 Hz và 3000 Hz. Chúng ta sẽ thấy rằng là kích cỡ của cái củ loa mid-range kia nó chỉ là 5 inch, trong đó các củ loa woofer là 8 inch. Mặc dù là cái kích cỡ của cái loa trầm nó không phải là lớn lắm, nó không phải 10 hay 11. Tuy nhiên với cái việc mà bố trí tới 6 cái củ loa woofer như vậy và nó được trải ra như thế thì chúng ta thấy rằng là nó đáp ứng rất là tốt về cái phần mà lan tỏa cái năng lượng ở đây. Mọi người có thể cảm nhận được nó đạt được một cái độ đồng đều, cái độ nhất quán. Và ngay cả cái việc sử dụng cùng một cái loại vật liệu cho các cái driver trừ Twitter Ribbon ra thì nó cũng làm cho cái chất âm, cái màu sắc ở đây hòa quyện giữa các cái toàn cái dải phổ ở đây nó cũng được một cách nó rất là tối ưu. Nói sơ một chút về cái phần mà loa siêu trầm Superwoofer GL Audio Gotham thì ở đây là hai, nó rất là khủng. Mọi người có thể ví von nó là King of Bass, vua của các loại loa bass ấy. GL Audio thì một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Và cái này á, một cái này nó bao gồm hai cái driver 13.5 inch.
Và khi mà trong một cái hệ thống phối ghép, một cái phòng nghe có thể nói là rất là rộng lớn như thế này, và thưởng nhạc ở đây chúng ta phải thấy rằng là cái cảm nhận ấn tượng mạnh mẽ thực sự đó chính là cái phần năng lượng. Cái năng lượng ở đây nó đáp ứng, nó lan tỏa ra một cách đồng đều rất là nhanh, tốc độ về cái độ động, và chúng ta cũng thấy được là cái sự hòa quyện. Tất nhiên là cái phần cái loa siêu trầm á, nó chỉ đáp ứng cho cái phần nền ở những cái giải thấp thôi. Những cái phần mà trong các cái phần mà bài nhạc trình diễn ở đây ấy, thì rõ ràng là những cái driver của cái TD6 nó vẫn là đảm nhiệm chức năng chính, trình diễn tất cả, tạo hình sân khấu rồi âm thanh nổi và cái độ chi tiết, độ tái tạo. Và với một siêu loa như thế này, chúng ta có thể thưởng thức hoàn toàn bất kỳ các cái thể loại nhạc nào, và từ cả những cái thể loại nhạc giao hưởng phức tạp nhất, hoặc từ những cái cảm xúc, rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Vâng, với một cái chất lượng trình diễn, một cái màu sắc phải nói cũng rất là đặc trưng của thương hiệu Red Hole. Tại sự kiện triển lãm này thì Nguyễn Audio trình diễn có thể nói là những cái phần trình diễn rất là ấn tượng, mà theo quan sát thì mình thấy rằng là rất nhiều khách tham quan tới đây thưởng lãm thì cảm thấy rất là tâm đắc và rất là thán phục. Và họ cũng thường là họ cũng hay thắc mắc là cái phần kết hợp với loa siêu trầm nó như thế nào mà nó ấn tượng thế, và nó cũng hòa quyện đồng nhất với lại cái khả năng trình diễn của cái cặp loa TD6. Vâng, thì rõ ràng là những cái màu sắc, những cái chất âm đặc trưng của Red Hole đã được thể hiện một cách xuất sắc, rất là tuyệt vời của một cái cặp siêu loa flagship mới. Đây quả thực Việt Nam High End Show cũng là một cái dịp đặc biệt, một cái cơ hội không phải là dễ đâu để có thể trải nghiệm được cái khả năng trình diễn của cái cặp siêu loa này, cũng như là một cái hệ thống phối ghép, một cái sản phẩm khuếch đại đầu bảng từ thương hiệu Boon. Ngoài ra thì quý vị và các bạn quan tâm thì về sau này cũng có thể tới Nguyễn Audio hoặc một vài những cái đại lý để có cái cơ hội nào đấy. Và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn các video được về sau.